cá. Ủa nhiều không? Oh yeah, amigo, let me see. Oh, small. Xin chào hết tất cả. Chúc quý vị và mọi người một ngày bình an, vui vẻ. Hôm nay đi câu gặp ông cụ 80 tuổi, câu kế bên. Thử coi rồi hôm nay trúng cái gì đây? Cá đầu tiên đây, gọi các bà con. Cá thứ hai, giờ cá nó nhỏ quá. Rồi, có bự hơn chút nào không? Cũng nhỏ. Đủ size hơn phao. Yeah, đủ sao ông già ơi? Hơn phao. Cá lăng. Cái này giống cá lăng này. Nó vàng vàng. Dạ. Con này hơn phao thôi. Vâng. Ông nhi không. Nó cứ như vậy không sao câu ông già. Ở gì nó phá mồi không? Đấy, ông già đường cá ký là hơn 2 pound. Vâng. Thì sao ông nhà lấy kìm cắt cái gai nó trước ông nhà ơi? I stuck my line. Yep. Rồi 1 pound. 1 pound, hơn pound. When did he catch that one? When? Oh. Over there, he just got it. About 2-3 pound. Còn nữa ông già hơn pao. Bây giờ tới giờ nó vô chắc ông già ơi. Bên này cá lăng. Cá lăng luôn. Nó lai cá lăng ông già. Cái da nó vàng đó ông già thấy không?
vàng đấy, da nó bằng vàng đấy, hường hường đấy. Cái gì con? Cái là ngon hay cái ngon? Cái này thì nó dai hơn cái kia. Nếu mà theo thích thịt dai thì cái này. Cái này đúng rồi. Con này con thích thịt dai. Thịt dai nó cái nhỏ như không bự. Bán cá ấu nhi không nè, chưa đủ size nữa, nửa phao phá mồi quá trời luôn. Cá mà con ơi, cá bự. Ê mất cá trời, cá 2-3 pound. Cá catfish thì 2-3 pound là mừng lắm rồi, chứ không có 5-6 pound thì hơi hiếm, còn hơn pound là good rồi. Tại vì cá lăng thì nó không có, ở đây không có cá bự, blue catfish nó mới bự được, còn này cũng hơn pound rồi quý vị. Hơn pound, có bên này mở hàng hơn pound cá lăng còn đâu. Cá câu ở đây đa số cá catfish không à bà con ơi, chứ cá khác thì không có, đôi khi lâu lâu chúng cá sấu. Cá catfish thì ở đây không có bự lắm, 3-4 pound là bự lắm rồi, lâu lâu có con 5-10 pound mà hiếm lắm, 1-2 pound thì là thường thôi. Con này khoảng chừng 1.5 pound thôi chứ không có lớn lắm. Lai về cá lăng, nước chảy nhiều cũng bên này cá lăng. Đợt trước câu bên đây nhiều để chúng cá, lai về cá bông lau nhiều, hôm nay về cá lăng. Cá sấu hơn phao nhưng không ăn, thả đi thôi. 3-4 pound mới lấy, cả hơn phao thả. Cá nhỏ ấu nhi này cũng được, không sao, con này không nhỏ lắm, con này cũng hơn phao, phao hơn phao gì đó, lấy được hơn phao. Cá thú nhi ấu nhi nó phá mồi. Hơn nửa phao đó. Thả nó đi thôi. Cá ấu nhi phá mồi.
cá không bự lắm, nhỏ chắc hơn phao. Hơn phao chứ không có lớn lắm. Hôm nay không có cá lớn, cá hơn phao không à. Cá tiếp cũng nhỏ chứ không có lớn. Âu Nhi. Ông Nhi. Con này cũng được phao, không đến nỗi. Con này được phao lấy được. Phao lấy được. Yes, có cá. Mất rồi. Con. Cá. Con. Con. Ai cần ở trước đã. Tính sao? Con này bự bự này. Sáng giờ được con bự này. Sáng giờ được con bự. Con này khoảng chừng 2 pound, hơn 2 pound. Cần thứ hai cá đây. Đó. Con này cũng được phao chăng? Hơn phao, hãy cần 2 con một lượt. Con. Nó nhỏ. May được hơn phao. Được khoảng chừng phao đủ size để lấy, khoảng chừng phao lấy được. Cá cần luôn, cá nó rỉa không à, cá nhỏ nó rỉa không. Được một phao lấy được giống cá lăng. Cá bự 2 pound 2-3 pound. Hơn ký, 2 pound mấy, 3 pound. Con thứ hai bự như vậy. Hôm nay cá bự này hơi hiếm. Hơn ký là 2 pound mấy, 3 pound đó.
hơn phao. Lại cá lăng hơn phao. Xin lầy đó. Cá bà con này cá hơi bự, chắc 2-3 phao đó. Còn các cá phích cá bông lau thì 2-3 phao là thấy bự rồi đó. Đây nó không có cá blue catfish mấy nên lớn nó hơi hiếm, lâu lâu có con 5-6 phao thôi, còn 10 phao cho là nó hơi hiếm. Cỡ này là thấy mừng lắm rồi. Con này bự, con này khoảng 4 phao lận. Mà nó về hướng cá bông lau nhiều, giống như cá mình đi chợ mua đó. Con này khoảng 4 phao. Cá hơn phao nữa. Sắp sửa sắp mỏ rồi đó. Mình giật mạnh cái sức mỏ mất. Không. Cá nhỏ. Đủ size lấy khoảng chừng phao. Nước nó chảy ra quá trời luôn. Được khoảng chừng phao, hơn phao chút. Cá ấu nhi. Cá nhỏ không thôi, đa số là hơn phao. Có mỗi 3 con bự, 2 con thì 3 phao mấy 4 phao. Một con 3 phao mấy 4 phao, con 3 phao, con 2 phao mấy. Còn đa số phao hơn phao thôi. Được 18 con. Cảm ơn tất cả, xin hẹn lại quý vị video kế tiếp.